lớn mạnh và phát triển. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao phát triển mạnh. Thể thao Hải Dương luôn nằm trong top 10 tỉnh, thành phố, ngành có thành tích thể thao mạnh nhất cả nước qua các kỳ đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Các hoạt động thể dục thể thao phong trào được chú trọng phát triển sâu rộng từ các làng, xã, thôn, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho các vận động viên, người dân được giao lưu học hỏi kinh nghiệm thi đấu, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao trên địa bàn tỉnh và tuyển chọn những tài năng thể thao trẻ bổ sung cho đội tuyển thể thao của tỉnh. Hào khí Đông Ba, niềm tự hào của dân tộc ta.